Sora Aoi, thánh nữ Joyavi kể chuyện bị chuốc say, tỉnh dậy trong khách sạn với người lạ vào 10 năm trước. Tuy đã giải nghệ nhưng Sora Aoi vẫn là một trong những ngôi sao phim 18 cộng đình đám nhất xứ sở mặt trời mọc. Tại thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, danh tiếng của cô có thể sánh ngang với các minh tinh màn bạc, thậm chí đánh bật cả những ngôi sao sáng nhất trong làng thể thao. Năm 2011, Sora Aoi tuyên bố giải nghệ rồi kết hôn và sinh con. Không muốn ảnh hưởng tới tương lai của các con, thánh nữ năm nào tích cực tẩy trắng quá khứ, xóa toàn bộ list phim năm xưa và tiếp tục chăm sóc cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên mới đây thôi, cô nàng lại khiến khá nhiều người phải bất ngờ khi nhận lời làm khách mời của một kênh YouTube, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm mang tính thâm cùng bí sử về công việc của mình. Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ và ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình, Sora Aoi đã không ngần ngại mà chia sẻ câu chuyện đã diễn ra trong khoảng 10 năm về trước. Trong một bữa tiệc chiêu đãi, cô nàng hot girl đã quá chén, say rượu không biết trời trăng gì và sáng hôm sau, trong lúc tỉnh dậy, Sora Aoi khá sốc khi phát hiện mình đang ở trong khách sạn. Đáng nói hơn, bên cạnh cô là một nhân vật tài to mặt lớn, là chủ tịch của một công ty nổi tiếng. Và dưới sự dẫn dắt của MC, Sora Aoi cũng chẳng ngần ngại nói ra danh tính của nhân vật kia. Khi danh tính của nhân vật bí ẩn trong câu chuyện được vang lên, ngay cả chủ kênh YouTube cũng như toàn bộ ekip tham gia ghi hình đều phải im bặt. Thậm chí, MC cũng phải lùi lại và mở to đôi mắt vì nó quá sốc. Sau đó, Sora Aoi cũng tiết lộ rằng mình đã không muốn đề cập tới sự vụ này trong những năm sau vì đối phương quá quyền thế và cũng không muốn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Tiếp đó, Sora Aoi cũng tỏ ra khá vui vẻ khi chia sẻ một số câu chuyện, điển hình như việc luôn muốn chủ động trong chuyện giường chiếu và sẽ rất khó chịu nếu phải rơi vào tình thế bị ép phải mở cửa phòng. Chia sẻ tiêu chuẩn về mẫu con trai ưa thích, cựu thánh nữ cũng rất cởi mở, cho rằng thế nào cũng được, miễn có thể giúp cô nàng thỏa mãn. Là một trong số ít những diễn viên đóng phim người lớn có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau khi giải nghệ, Sora Aoi may mắn tìm thấy một nửa đích thực của đời mình. Cô kết hôn với một DJ có tiếng ở Nhật Bản vào đầu năm 2018. Khoảng nửa năm sau, cô vui mừng báo tin là đã mang thai hai con trai sinh đôi. Ngay cả lúc lâm bồn, Sora cũng livestream toàn bộ quá trình sinh nở cho khán giả quan tâm theo dõi. Cô muốn livestream cảnh sinh con là muốn chia sẻ thời khắc quan trọng của cuộc đời cho mọi người, thấy được làm mẹ là vô cùng vất vả. Ngoài ra còn muốn cho mọi người chứng kiến khoảnh khắc một sinh mệnh mới ra đời. Sora Aoi sinh ngày 11 tháng 11 năm 1983 tại Tokyo, Nhật Bản. Không như tưởng tượng của nhiều người, cô lớn lên trong một gia đình rất đổi bình thường cùng ba anh chị em. Gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ, nữ diễn viên thường xuyên đi làm thêm ngoài giờ học tại các tiệm bán pizza, sushi hay các quán bar nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Khi còn nhỏ, Aoi Sora ước mơ làm giáo viên mẫu giáo vì yêu trẻ con. Thế nhưng năm 17 tuổi, Aoi Sora tình cờ bước chân vào con đường làm diễn viên phim người lớn vì được một quản lý khen có gương mặt xinh xắn, vóc dáng phù hợp, làm người mẫu và chiêu mộ. Ban đầu, Aoi Sora tâm sự chỉ chịu đóng phim 18 cộng để làm bước tiến trở thành nghệ sĩ thực thụ. Cô gái trẻ ngây thơ tin vào tất cả những lời hứa hẹn của công ty quản lý. Bất chấp sự phản đối và ngăn cản của gia đình, Aoi Sora nhận lời đóng bộ phim đầu tiên năm 18 tuổi do số tiền lợi nhuận quá cao. Cô trở thành biểu tượng vàng của nền công nghiệp không khói và rất được yêu thích tại Nhật Bản. Đến năm 2006, Sora tập trung phát triển sự nghiệp như một ngôi sao giải trí. Cô tham gia đóng vài vai nhỏ trong các phim Nhật Bản và thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình. Cô không chỉ là gương mặt được yêu thích ở Nhật Bản mà còn có lượng fan khổng lồ ở Trung Quốc, Thái Lan và Đông Nam Á. Sora từng tham gia trong phim truyền hình đình đám Harmonious của Thái Lan và bộ phim giành được nhiều thành công cũng như giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2010, Aoi Sora chính thức sang hoạt động tại Trung Quốc và trở thành ngôi sao được giới trẻ Trung Quốc cực kỳ hâm mộ. Tài khoản Weibo của Aoi Sora hiện có tới 18 triệu người theo dõi. Aoi Sora thậm chí còn được hâm mộ tại Trung Quốc hơn cả ở quê nhà khi hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu kem, DJ. Người đẹp Nhật được dân mạng xứ Trung yêu quý vì tự học tiếng Trung để giao lưu với fan và từng tổ chức quyên góp cứu trợ cho vụ động đất ở Trung Quốc năm 2010. Đến Trung Quốc, Sora Aoi được xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như người mẫu chuyên nghiệp và đóng nhiều phim điện ảnh. Năm 2011, nữ diễn viên chỉ xuất hiện 3 phút tại một sự kiện triển lãm xe nhưng đã khiến đám đông khán giả phát cuồng. Tại Trung Quốc, Aoi Sora không chỉ được hâm mộ bởi nam giới mà còn có một số lượng fan nữ hùng hậu. Giới trẻ Trung Quốc cho rằng cô khác biệt với các nữ diễn viên phim người lớn khác vì có tấm lòng nhân hậu và dám đối diện với sóng gió dư luận. Tuy nổi tiếng và được nhiều người yêu mến, nhưng Aoi Sora vẫn phải nhận những lời chỉ trích, khinh miệt vì quá khứ đóng phim người lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết chưa bao giờ hối hận vì quá khứ của mình. Đường tình duyên của cô cũng không mấy êm đềm cũng vì lý do này. Aoi Sora từng hẹn hò với nam diễn viên hài người Nhật Bản hơn cô đến 9 tuổi. Nhan sắc chênh lệch khiến cặp đôi quá xa nhau tới mức từng bị gọi là người đẹp và quái vật. Tưởng rằng cô gái trẻ đã tìm được bến bờ yên ấm, nhưng hai người chia tay sau 3 năm vì bạn trai sau cùng cũng không chấp nhận được nghề nghiệp trước kia của cô. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Aoi Sora bất ngờ tuyên bố kết hôn với DJ Non. Nữ diễn viên tâm sự luôn khao khát có hạnh phúc gia đình và nay mong ước của cô đã thành hiện thực ở tuổi 34.
Trong bức tâm thư gửi fan hâm mộ, Aoshora hạnh phúc khoe chồng cô tuy không đẹp trai hay giàu có, nhưng là người thấu hiểu, bao dung cho quá khứ của cô. Hiện nữ hoàng phim Người Lớn năm nào đã có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con trai sinh đôi. Mỗi bài đăng trên mạng xã hội của cô đều nhận về lượng tương tác cực khủng từ cộng đồng mạng.